Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội đời thực rất hay mang tên Ngoại tình và cái kết đắng cho người chồng tệ bạc. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kết hôn được 5 năm, tôi đề nghị với chồng rằng chúng tôi nên có một đứa con. Tuy nhiên, anh ấy kiên quyết giữ vững quan điểm không muốn có con và dù nói thế nào thì cũng không chịu đồng ý. Cho đến khi tôi thêm một người mẹ béo vào danh sách bạn trong buổi khám miễn phí, cô ấy bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn: "Chồng ơi, khi nào anh đến thăm em và con vậy? Con nhớ bố lắm rồi." Tôi sững sờ chưa kịp trả lời. Thì cô ấy ngay lập tức đã thu hồi tin nhắn. Cùng lúc đó, điện thoại của chồng tôi để trên bàn cạnh giường cũng sáng lên. Tôi mở ra xem và thấy nội dung tin nhắn y hệt. Cô ấy còn nói thêm, "Chồng ơi, tối nay đến bên em nhé. Em vừa học được vài tư thế mới, tối nay thử nhé." Nhìn thấy tin nhắn, tôi nghẹt thở, bộ não như bị đứng lại, một lúc không thể phản ứng được. Tôi nhấp vào ảnh đại diện của cô ấy và xem trang cá nhân. Trang cá nhân của cô ấy đầy những chia sẻ về cuộc sống và con gái, không hề thấy bóng dáng của người cha của đứa trẻ. Cho đến khi tôi lướt đến bức ảnh cô ấy trở sinh trong bệnh viện, cô gái mũ mĩm đang nắm chặt tay người chụp, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Và người mà cô ấy nắm tay chính là chồng tôi, Lâm Thịnh Trạch. Ngón tay đèo nhẫn cưới mà tôi tự tay chọn của anh ấy rất rõ ràng Tôi hít thở nặng nề, nắm chặt điện thoại trong tay. Tôi lướt màn hình, vô tình làm rung điện thoại. Chàng mua sắm hiện ra ngay lập tức. Tôi định thoát ra, nhưng rồi nhìn thấy con số 66 màu đỏ trong đơn đặt hàng của anh ấy. Tôi dừng lại một chút, tôi nhấn vào xem. Hầu hết các đơn hàng là đồ dùng cho trẻ em, mỹ phẩm, đồ ngủ và một số vật dụng cần thiết khác. Khi nhấn vào địa chỉ giao hàng, tất cả đều gửi đến phòng 502, khu chung cư kế bên, cho Trần Thược, người mà tôi vừa gặp trong buổi khám miễn phí gần đây. Nhìn đến đây, trái tim tôi đau đến mức gần như tê liệt. Khi kết hôn, anh ấy đã nói với tôi rằng muốn sống một cuộc sống không con cái. Anh ấy không muốn tôi phải chịu đau đớn, càng không muốn tôi phải từ bỏ ước mơ vì gia đình và con cái. Vì tôi là bác sĩ nhi khoa, công việc bận rộn, rất khó để có thời gian chăm sóc con cái. Tôi hiểu rằng nuôi dạy một đứa trẻ không hề dễ dàng, vì vậy tôi đã đồng ý với đề nghị của chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, trong khi tôi không biết gì, thì con của anh với người khác đã gần được một tuổi. Tôi hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, rồi mở khung chat của bọn họ. Trần Thược thỉnh thoảng gửi cho anh ấy video về đứa trẻ, đôi khi còn xen lẫn những lời tán tình mờ ám ngày trước đó cô ấy còn gửi bức ảnh mặc đồ ngủ mới đứa trẻ nằm trên ngực cô vòng ngực trắng nõn hiện lên mờ mờ mặc dù cô ấy hơi thừa cân nhưng da rất trắng dưới ánh đèn sáng trắng rực rỡ như phát sáng tôi kìm nén cảm xúc lưu lại tất cả những tin nhắn và hình ảnh giữa bọn họ vào điện thoại của mình sau khi làm xong tôi đặt lại điện thoại của anh ấy vào chỗ cũ chưa kịp lưu lại hết thì trần thược đã nhắn tin cho tôi cô ấy xin lỗi xin lỗi bác sĩ tô tôi nhầm avatar của chị thành của chồng tôi nên gửi nhầm tin nhắn mong chị đừng để tâm avatar của tôi và lâm thịnh trạch trước đây là ảnh cưới của chúng tôi nhưng năm ngoái anh ấy đột nhiên thay đổi thành một bức tranh hoạt hình dễ thương tôi nghĩ rằng anh ấy đã chán nên muốn thay đổi một chút vì vậy tôi cũng thay một avatar tương tự nhưng giờ nhìn lại bức ảnh hoạt hình dễ thương ấy chính là con của bọn họ tin nhắn của cô ấy lúc này nó giống như một sự thách thức im lặng tôi hít một hơi thật sâu đáp lại không sao avatar này cũng rất xấu tôi cũng định thay rồi cô nhắc nhở tôi đúng lúc đấy người cũng vậy đã hỏng rồi thì nên thay nói rồi tôi lập tức thay avatar lúc đó từ phòng tắm vang lên tiếng động lâm thịnh trạch bước ra anh ấy bước ra với mái tóc ướt đẫm chiếc khăn tắm quấn quanh hông lỏng lẻo thấy tôi anh ấy sững lại trong giây lát vợ à hôm nay em không phải trực đêm sao tôi nhìn chằm chằm vào anh nhận ra những động tác nhỏ của anh anh ấy đang điều chỉnh vị trí của chiếc khăn tắm một cách lặng lẽ thấy tôi không nói gì anh cười và tiến lại gần tôi vợ à nhìn sắc mặt em không được tốt có phải dạo này em mệt mỏi quá không Tôi mím đôi môi khô khan, bình thản nói. Có lẽ vậy, dạo này em không chỉ bận rộn với công việc mà còn phải nghe mẹ anh càm giảm. Hôm qua bà còn hỏi em dự định khi nào thì sinh con đấy. Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt anh ấy hơi thay đổi. Vợ à, sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển. Nếu như không có gì bất ngờ thì tháng sau sẽ công bố về vấn đề thay đổi quản lý. Trong thời điểm quan trọng này, nếu anh xin nghỉ phép chăm sóc vợ sinh con thì không ổn chút nào đâu. Nhưng anh cũng không muốn để em phải chịu khổ một mình, không thì đợi thêm 2 3 năm nữa đi, đến lúc đó anh nhất định sẽ dành thời gian để chăm sóc em. Anh ấy ân cần khuyên nhủ, tỏ ra như chỉ muốn tốt cho tôi vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ tin tưởng anh ấy vô điều kiện. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm. Tôi không nói gì thêm, thu xếp quần áo chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay tôi thực sự phải trực đêm tôi về nhà chỉ để lấy quần áo dù sao thì trời cũng đang lạnh buổi tối sẽ hạ nhiệt thấy tôi chuẩn bị ra ngoài lâm thịnh trạch đề nghị vợ à để anh đưa em đến bệnh viện nhé không chờ tôi đáp anh ấy đã lấy quần áo từ tù ra và thay tôi cũng để anh ấy làm theo ý muốn nhưng tôi biết mục đích thực sự của anh ấy không phải là đưa tôi đi mà là đi tìm người phụ nữ đó khi đến bệnh viện lâm thịnh trạch như mọi khi muốn đưa tôi đến khoa làm việc tôi lắc đầu em có việc phải làm anh về trước đi anh không nhận ra sự khác thường của tôi âm thầm thở vào nhẹ nhõm được rồi vợ à em vất vả rồi nói xong anh ấy định ôm tôi tôi nhẹ nhàng né tránh lâm thịnh trạch sững lại trong giây lát nhưng không có nói gì tôi quay lưng rời đi vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng động cơ xe phía sau khi tôi quay lại anh ấy đã lái xe biến mất tôi mỉm cười nhếch mép tự cười mình anh ấy thực sự không thể chờ thêm được nữa. Tôi lấy điện thoại ra, mở phần mềm theo dõi xe. Đúng như tôi dự đoán, anh ấy đang trên đường đến nhà của Trần Thược. Tôi hít một hơi thật sâu, nhấp vào trang cá nhân của cô ấy. Tôi mới phát hiện cô ấy vừa cập nhật trạng thái một phút trước. Là bức ảnh cô ấy đang ôm đứa trẻ cười rạng rỡ kèm theo dòng chữ. Bố sắp đến rồi, con có vui không? Trần Thược không phải là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, mà là một người phụ nữ mũm mĩm kiểu gia đình. Không ai có thể ngờ rằng cô ấy lại là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ rằng mình thua kém ở điểm nào. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao Lâm Thịnh Trạch lại chọn cô ấy. Không hiểu tại sao người đàn ông từng nói sẽ yêu tôi suốt đời, lại quay lưng trở thành cha của con người khác. Lâm Thịnh Trạch, anh làm vậy, coi tôi là gì đây? suy nghĩ của tôi trôi giạt lờ mờ nhớ lại ngày cưới người đàn ông mặc lễ phục chú rể bẽn lẽn và e thẹn dưới sự nhắc nhở của mc từng bước tiến về phía tôi trong mắt anh ấy chỉ có hình ảnh của tôi cười ngại ngùng nhưng không giấu được sự phấn khích anh ấy nhìn tôi đầy yêu thương chân thành và nghiêm túc nói hạ hạ gặp em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh nếu tình yêu có hạn định, anh mong rằng đó sẽ là 10.000 năm. Anh ấy nói sẽ yêu tôi mãi mãi. Nhưng trái tim rồi cũng thay đổi trong chớp mắt. Trong khi tôi không biết, anh ấy đã thối nát đến tận cùng. Tôi trực đêm ở bệnh viện suốt cả đêm. Sáng hôm sau về nhà, tôi tiện mua một chiếc camera giám sát nhỏ. Nhưng không ngờ khi tôi về đến nhà, Lâm Thịnh Trạch đã thức dậy. Anh ấy nhìn thấy tôi, có chút ngạc nhiên tôi cũng ngạc nhiên tôi tưởng anh ấy sẽ ở nhà người phụ nữ đó anh ấy phản ứng lại cười bước đến và cầm lấy túi sách trong tay tôi anh biết em sẽ về nhà vào giờ này anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi để trong lò vi sóng đó em đi tắm rồi ăn sáng nhé tôi kìm nén cảm xúc cầm bộ đồ ngủ và đi vào trong phòng tắm nhưng lạ thay ngay khi bước vào phòng tắm tôi ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng lâm thịnh trạch dị ứng với sữa anh ấy không thể uống sữa tôi lần theo mùi hương lập tức nhận ra tờ giấy ướt ném trong thùng rác thậm chí trên túi rác còn mờ mờ vệt trắng của sữa ngay lập tức tôi nghĩ trần thược đã đến nhà tôi vào tối qua tôi hít một hơi mạnh rồi nhìn vào chiếc lược trên bồn rửa một sợi tóc dài ngà vàng hiện lên trước mắt tôi tôi chưa bao giờ nhụa tóc tóc tôi đen bóng sợi tóc ngà vàng này không phải là của tôi nghi ngờ của tôi đã được xác nhận trần thược đã ở đây tối qua Nhận ra sự thật này, tim tôi như bị hàng ngàn mũi kim châm, đau nhói khắp nơi. Có lẽ trong lúc tôi không biết, cô ấy đã từng ở đây với tư cách là chủ nhân của ngôi nhà này. Nghĩ đến điều này, cổ hậu tôi đột nhiên trào lên cảm giác buồn đôn. Tôi nhanh chóng cúi xuống bồn rửa và nôn sạch. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng tắm rửa. Khi tôi ra ngoài, Lâm Thịnh Trạch đang xử lý công việc khẩn cấp trong phòng làm việc. Tôi nhìn quanh, đột nhiên cảm thấy ngôi nhà quen thuộc này trở nên xa lạ. Trước đây tôi quá vô tư, không nhận ra rằng ngôi nhà này đang âm thầm thay tên đổi chủ. Chẳng hạn như những góc bị bao phủ bởi bọt biển, chiếc cốc cũng bỗng nhiên có thêm một bộ đôi tình nhân. Thậm chí cả những chiếc gối sofa bình thường cũng đã biến thành những chú gấu đáng yêu. Tất cả những điều này như đang nói với tôi rằng tôi đã trở thành người lạ duy nhất trong ngôi nhà này tôi siết chặt tay nghĩ một lát tôi lấy camera giám sát ra ban đầu định đặt trên xe nhưng bây giờ nó dường như có một chỗ tốt hơn khi tôi vừa giấu camera đi một âm thanh vang lên từ phía sau tôi quay lại nhìn lâm thịnh trạch vừa bước ra khỏi phòng làm việc anh ấy mặc vest mái tóc ngắn được chăm sóc cẩn thận toàn thân cao giáo và thẳng tắp đôi mắt hình trái đào hơi nhướng lên dường như nhìn ai cũng toát lên vẻ đa tình khi xưa, trong số những người theo đuổi tôi, chọn anh ấy không phải là vì anh ấy xuất sắc, mà vì khuôn mặt đẹp trai của anh ấy. Nhưng bây giờ đây nhìn lại, ngoài khuôn mặt anh ấy chẳng có cái gì hết. "Vợ à, vài ngày nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, em muốn quà gì nào?" Tôi cười nhạt, "Em muốn gì anh sẽ cho gì sao?" Anh ấy cười đồng tình, "Tất nhiên rồi, em là vợ anh mà, yêu cầu của em anh sẽ đáp ứng." Tôi nói, "Em chưa nghĩ ra." Khi nào nghĩ ra thì em sẽ nói với anh." Lâm Thịnh Trạch không ép tôi, anh ấy vui vẻ nói, "Anh sắp được thăng chức rồi, đến lúc đó em muốn gì thì cũng được, cứ từ từ mà nghĩ." Thăng chức sao? Một người như anh cũng xứng sao? Tôi che giấu sự trầm biếm trong mắt cười nhẹ bước tới, sau đó chậm rãi giúp anh ấy chỉnh lại cà vạt. "Tốt thôi, vậy em sẽ không khách sáo nữa." Lâm Thịnh Trạch vừa ra khỏi nhà đi làm, mẹ anh ấy liền gọi điện tới. Như mọi khi, chủ đề cuộc nói chuyện không thoát khỏi chuyện thúc giục sinh con. Sở hạ à, không phải mẹ muốn ép con đâu, nhưng con năm nay đã 29 tuổi rồi. Nếu như tiếp tục trì hoãn thì sẽ bỏ lỡ tuổi sinh nở tốt nhất. Con làm việc ở bệnh viện, chắc con biết rằng việc sinh con ở tuổi cao khó khăn như thế nào mà. Con trai mẹ có điều kiện tốt, có không ít cô gái sẵn sàng sinh con cho nó. Nếu như con cứ giữ lấy nó mà không làm đúng vận sự thì tốt hơn hết là buông tha cho nó đi mẹ nói rõ luôn nhé năm nay dù thế nào mẹ cũng phải thấy được bóng dáng cháu nội nếu không mẹ sẽ không để yên đâu khi bà ấy nói không để yên ý bà ấy là sẽ tìm mọi cách để chúng tôi ly hôn những lời này tôi đã nghe từ ngày đầu tiên bà ấy bắt đầu thúc giục tôi sinh con đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi trước đây tôi luôn tìm mọi cách để lần tránh bà ấy nhưng bây giờ đây tôi cười và nói mẹ à việc sinh con không phải chỉ mình con quyết định a à, trạch không muốn có con con có thể làm được gì đây mẹ nên nói chuyện này với anh ấy mới đúng và nữa con cũng có rất nhiều người theo đuổi mẹ cũng nên nói với con trai của mẹ rằng nếu như anh ấy không làm đúng phận sự thì nên sớm ly hôn với con đừng làm lỡ giờ cuộc đời con nữa con tôi không cần nhìn thì cũng biết khuôn mặt bà ấy lúc này trông khó coi đến mức nào trong mắt bà ấy con trai bà là người xuất sắc nhất trên thế giới này bà ấy không thể chịu nổi khi nghe ai đó nói điều gì không tốt về lâm thịnh trạch thấy tôi không chịu nhượng bộ bà ấy tức giận cúp máy tôi không muốn dây dưa với bà ấy nữa nên sau khi xử lý xong việc này tôi đã đi tìm luật sư ly hôn cuộc hôn nhân này tôi sẽ ly hôn nhưng tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi sau khi xong việc bệnh viện thông báo về khóa đào tạo nâng cao trước đây tôi luôn nghĩ rằng không nên bỏ qua gia đình vì công việc nên tôi chưa bao giờ đi học thêm nhưng bây giờ cơ hội đã đến tôi không thể bỏ lỡ tôi đã đăng ký ngay lập tức một đồng nghiệp treo chọc tôi cậu dám bỏ chồng ở lại đấy hả anh ta chẳng là cái gì hết tôi cười khẩy thật vậy anh ta thậm chí không đáng để nhắc đến làm sao một người như vậy có thể là trở ngại cho sự tiến bộ của tôi đây Đồng nghiệp nghĩ tôi đang đùa giỡn nên chỉ cười xòa và không nói gì thêm. Rất nhanh đến sinh nhật của Lâm Thịnh Trạch, nhưng không may, ngày sinh nhật của anh ta lại đúng vào ngày tôi trực. Trước đây anh ta thường phàn nàn một chút, nhưng hôm nay anh ta lại nói: "Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh, em làm việc cũng là vì gia đình của chúng ta, anh nên rộng lượng hơn và là người chồng tuyệt vời nhất của em." tôi bật cười lạnh lùng và gật đầu anh đúng là rộng lượng thật đấy gặp được người như anh quả là may mắn có lẽ vì quá vui mừng anh ta không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của tôi anh ta vui vẻ chuẩn bị đồ đạc cho tôi dưới sự háo hức của anh ta tôi đã đến bệnh viện sớm anh ta nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ hoàn hảo nhưng tôi có thể thấy sự háo hức không thể che giấu của anh ta <laughs> để xem lát nữa anh có còn cười nổi hay không Tôi trở về văn phòng, lặng lẽ lấy điện thoại ra và kiểm tra camera giám sát. Đúng như tôi nghĩ, sau khi vội vàng tiễn tôi đi, Lâm Thịnh Trạch đã đưa mẹ con người phụ nữ đó về. Trần Thược bế đứa trẻ bước vào, chưa kịp thay giày thì cả hai đã bắt đầu hôn nhau, không kiêng nề gì ngay ở cửa ra vào. Và đứa trẻ trong vòng tay cô ấy đã ngủ từ lúc nào chẳng biết. Lâm Thịnh Trạch vui mừng hôn lên chán đứa trẻ, sau đó anh ta đặt đứa trẻ lên trên ghế sofa, sau khi thu xếp cho đứa trẻ đang ngủ, cả hai cùng nhau bước vào phòng ngủ của chúng tôi. Tôi cười lạnh, gọi điện báo cảnh sát. Chào anh, tôi muốn báo án, có kẻ trộm đột nhập vào nhà tôi. Báo án xong tôi tiếp tục gọi cho đồng nghiệp của anh ta. Tiểu Trương à, đến giờ rồi, cậu dẫn mọi người đến nhà tôi đi. À Trạch chắc đã về đến nhà rồi đó. Cảnh sát đến rất nhanh và khi tôi về đến nhà, nơi này đã thành một mớ hỗn độn. Lâm Thịnh Trạch bị cảnh sát khống chế và anh ta không mặc quần áo. Trần Thược cũng không khá hơn bao nhiêu. Chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên người cô ấy cũng chỉ che đậy tạm bỡ. Những đồng nghiệp đến để chúc mừng sinh nhật anh ta đứng ở cửa sững sờ. Họ vẫn cầm trên tay món quà sinh nhật đặc biệt mang đến. Thưa cảnh sát, các anh hiểu lầm rồi, không có kẻ trộm nào ở đây cả, đây là vợ tôi. Anh ta chưa nói hết câu thì nhận ra tôi đang đứng ở cửa. Quan sát tình hình, Lời nói nghẹn lại anh ta nuốt xuống. Anh ta gấp gáp chỉ vào tôi. Thưa cảnh sát, đây là vợ tôi. Cô ấy có thể làm chứng rằng ở đây không có kẻ trộm nào cả. Lâm Thịnh Trạch tuyệt vọng ra hiệu bằng mắt với tôi cầu xin. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta và nói với vẻ mỉa mai. Vậy thì anh nói cho tôi biết người phụ nữ này là ai? Anh ta đứng im, liếc nhìn Trần Thược rồi lại nhìn tôi lắp bắp. Tôi, tôi... Đây là hiện trường vụ ngoại tình phải không? Tôi không ngờ anh ta lại là loại người này. Đúng vậy, mắt anh ta bị mù sao? Sao lại bỏ người vợ xinh đẹp của mình để ngoại tình với một người phụ nữ bình thường và béo như vậy chứ?" Những lời thì thầm từ phía sau vang lên, giọng họ nhỏ nhưng trong bầu không khí yên lặng này thì nó đặc biệt chói tai. Khuôn mặt của Lâm Thịnh Trạch biến đổi liên tục, anh ta tức giận nói, "Im đi, các người đang nói bậy cái gì đây?" <laughs> "Dám làm mà không dám nhận, anh còn là đàn ông không?" Một người đàn ông cao lớn đột nhiên lên tiếng cười khinh bỉ. Người đàn ông đó là đối thủ của anh ta, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Có anh ta ở đây, giấc mơ thăng chức của Lâm Thịnh Trạch chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Không uổng công tôi mất công mời họ đến nhà ăn tối, quả nhiên khi Lâm Thịnh Trạch thấy anh ta, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt, khi Trần Thược thấy tôi như chuột thấy mèo vậy, cô ta núp sau lưng anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi cô nghĩ rằng làm vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sau thưa cảnh sát có người lạ vào nhà tôi mà tôi không biết tôi yêu cầu các anh giúp kiểm tra tài sản trong nhà xem có mất mát gì không sau vụ việc này cảnh sát đã hiểu rõ tình hình nhưng trước khi họ kịp nói gì lâm thịnh trạch đã vội vàng nói vợ à đừng làm loạn nữa đây là chuyện gia đình đừng để người ngoài cười chê tôi cười nhạt anh đã làm rồi còn sợ bị cười chê sao hơn nữa tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình thôi anh không có quyền để ngăn cản. Trước mặt mọi người, tôi liệt kê từng món đồ bị mất trong nhà. Tổng giá trị đã vượt quá 5.000 nhân dân tệ, đủ để lập án. Khuôn mặt của Trần Thược trắng bạch. Cô ta bất chấp tất cả mà hét lên. Tất cả những thứ này đều do Thịnh Trạch tặng tôi. Tôi không hề ăn trộm. Chị lấy quyền gì để kiện tôi đây? Những lời này của cô ta chẳng khác gì tự thừa nhận mình là nhân tình của Lâm Thịnh Trạch. Tôi không cần phải nói thêm gì. Tất cả những người có mặt ở đó đều đã hiểu rõ tình hình. Tôi không để ý đến lời nói của cô ta, mà liếc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Lập án cần một khoảng thời gian, cảnh sát chỉ làm một vài thủ tục đơn giản rồi rời đi. Các đồng nghiệp khác cũng tự nhiên không còn lý do gì để ở lại. Sau khi cảnh sát rời đi, họ cũng rời khỏi nhà tôi. Nhưng tôi tin rằng sau vụ việc này, kết quả đã đạt được đúng như tôi mong đợi. Trần Thược ngồi trên ghế sofa, vừa khóc vừa lau nước mắt. Đứa trẻ trong tay cô ta cũng đang khóc theo. Lâm Thịnh Trạch không nỡ lòng nào, nói với giọng khàn khàn, "Cô về trước đi, anh Trạch, đi đi." Giọng của anh ta không tốt lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận. Trần Thược Do dự nhìn anh ta hai lần, rồi lại quay ánh mắt về phía tôi, cắn răng nói, "Bác sĩ Tô, giờ chuyện đã lộ ra rồi, tôi cũng không giấu nữa. Đứa trẻ này là con của Thịnh Trạch, anh ấy là bố ruột của nó. Vậy thì sao chứ, tôi nên ly hôn để hai người được ở bên nhau sao?" khuôn mặt của lâm thịnh trạch tái nhợt đôi môi mím chặt anh ta nắm chặt cổ tay của trần thược rồi kéo hai mẹ con họ ra khỏi nhà trần thược hét lên trong hoảng loạn nhưng anh ta vẫn không động lòng chỉ có khuôn mặt của anh ta là đầy u ám tôi nhướng mày còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã đóng sập cửa lại chặn tiếng hét của trần thược ở bên ngoài kia rồi anh ta quay sang tôi quỳ xuống một cách nặng nề vợ à anh biết anh sai rồi em tha thứ cho anh lần này có được không anh sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với em nữa mắt của anh ta ướt đẫm đầy vẻ cầu xin toàn thân run dày không ngừng tôi không biết anh ta run sợ vì sợ mọi việc đang vượt quá khỏi tầm kiểm soát hay là vì cảm giác tội lỗi khi bị bắt quả tang nhưng họ đã lén lút với nhau một thời gian dài đứa trẻ cũng đã gần một tuổi trong khoảng thời gian đó, anh ta có rất nhiều cơ hội để thú nhận, nhưng anh ta không làm vậy mà lựa chọn cách che giấu. Nếu như anh ta đối diện với tôi một cách thẳng thắn, nói rằng anh ta đã yêu người khác và muốn ly hôn với tôi, có lẽ tôi sẽ vẫn coi anh ta là một người đàn ông. Nhưng bây giờ, đây, tôi chỉ thấy anh ta vô cùng kinh tởm. Lúc anh ta nói những lời này, anh ta có nghĩ đến đứa trẻ của anh ta không? Lâm Thịnh Trạch, anh không cần đứa con hoang của mình nữa sao? tôi cố tình nói để kích động anh ta khuôn mặt của anh ta trở nên dữ tợn nắm chặt hai tay lại như thể đã đưa ra quyết định lớn lao anh không cần nó nữa vợ à chỉ có đứa con mà em sinh ra mới là con thực sự của anh đứa con hoàng đó anh sẽ không nhận anh sẽ đuổi mẹ con họ đi và sau này họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa khi anh ta nói những lời này hình ảnh của anh ta trong trí nhớ của tôi cũng trở nên xa lạ trước đây anh ta thậm chí không dám giết cá bây giờ anh ta lại có thể nói ra những lời trái đạo đức và phá hủy giá trị như vậy người ta nói rằng con người dễ thay đổi và điều này thể hiện rõ ràng ở anh ta lâm thịnh trạch anh thực sự làm tôi cảm thấy kinh tởm tôi bình tĩnh nói anh ta vẫn tha thiết cầu xin vợ à anh thực sự biết mình sai rồi em tha thứ cho anh lần này đi anh đã bị mê muội mới ở bên cô ta người anh yêu không phải cô ta mà luôn luôn là em khi anh ta nói những lời này tôi đột nhiên có cảm giác buồn nôn tình yêu mà anh ta nói ra khiến tôi cảm thấy rẻ mạt và ghê tởm vợ à chỉ cần em rút đơn kiện anh sẽ trở về với gia đình anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em chúng ta có thể trở lại như lúc ban đầu ban đầu tôi chỉ cảm thấy kinh tởm nhưng khi nghe những lời này tôi mới nhận ra sự đáng sợ của anh ta sự khuất phục của anh ta không phải vì anh ta nhận ra sai lầm của mình cũng không phải vì anh ta thực sự cảm thấy có lỗi với tôi mà là để bảo vệ cho trần thược đừng tự coi mình quan trọng như vậy chỉ có cô ta mới muốn một thứ rác rưởi như anh thôi tôi kiên quyết không rút đơn kiện lâm thịnh trạch không chịu bỏ cuộc nghiến răng nói nếu em không đồng ý anh sẽ không đứng dậy lúc này anh ta có vẻ rất cứng rắn nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn để đôi co với anh ta Tôi quay người định rời đi. Anh ta ngay lập tức lao tới, nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt. Vợ à, chuyện của chúng ta vẫn chưa được giải quyết, em nên xin nghỉ phép một thời gian đi. Cảm xúc của anh ta đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa sự đe dọa. Tôi không hề dao động đáp lại bằng giọng thản nhiên. Tôi đã nói với đồng nghiệp của mình rồi. Nếu như tôi không trở lại bệnh viện trong vòng một giờ, cô ấy sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Lâm Thịnh Trạch trợn tròn mắt, Dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó, toàn thân tức giận đến mức run lên. "Sở Hạ, những chuyện xảy ra hôm nay đều là do em tính toán trước có đúng không? Em cố ý làm bẩn danh tiếng của anh có phải không?" Khi nói những lời này, anh ta vẫn còn không tin được, danh tiếng của anh cần tôi làm bẩn hay sao? Tôi không phản bác suy đoán của anh ta. Lâm Thịnh Trạch cười khẩy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng. "Vậy em đã biết chuyện này từ khi nào?" điều đó không quan trọng nữa anh chỉ cần đồng ý ly hôn là được rồi không anh nhất định sẽ không đồng ý ly hôn lâm thịnh trạch hoảng hốt anh ta vội vàng nói hạ hạ dù sao đi nữa xin em hãy tin anh anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với em càng không có ý định kết hôn với cô ta đứa trẻ đó chỉ là một tai nạn anh ta vừa nói vừa định kéo tôi lại tôi ngay lập tức né tránh nhìn anh ta đầy ghê tởm anh có thể đừng làm tôi kinh tởm nữa có được không? Đứa trẻ đã ra đời rồi, anh nói không yêu cô ta, vậy thì khi anh ở bên cô ta có phải cô ta cầm dao ép anh hay không? Anh, tôi không muốn nghe anh biện minh nữa, cứ vậy đi. Tôi không muốn lãng phí thêm lời nào với anh ta nên quay người bước ra ngoài. Lâm Thịnh Trạch còn định kéo tôi lại, nhưng dường như nhớ đến những gì tôi vừa nói, cuối cùng anh ta không dám đuổi theo. Tôi vừa bước ra khỏi khu chung cư ngay lập tức tôi nhìn thấy Trần Thược đang đợi tôi ở bên ngoài. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ. Tôi định bước qua cô ta, nhưng cô ta đã bế đứa trẻ tiến lại gần tôi. Sở hạ, mối quan hệ giữa tôi và Thịnh Trạch cô cũng biết rồi. Chúng tôi đã có con với nhau. Cô đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn tụ của gia đình chúng tôi. Tôi khuyên cô nên biết điều mà sớm ly hôn với anh ấy đi tôi thực sự không hiểu tại sao những kẻ làm kẻ thứ ba lại có thể mặt dày đến như vậy thậm chí còn dám thách thức chính thất tôi thản nhiên nhìn cô ta không vội vã nói cô thật là thú vị đã biết rõ mình là kẻ thứ ba mà vẫn lao vào thậm chí còn sinh con ngoài giá thú cô không sợ đứa con yêu quý của mình sẽ bị người đời khinh bỉ hay sao khuôn mặt của trần thược trở nên khó coi cô ta siết chặt đứa trẻ trong tay hơn người không được yêu thương mới là kẻ thứ ba cô chỉ là người chiếm giữ danh nghĩa vợ của anh ấy mà thôi ngoài ra cô chẳng là cái gì cả nghe những lời này tôi đột nhiên bật cười cô ta toàn nói những lý lẽ lệch lạc không biết sao lại có thể lớn đến như thế này nhưng sự thật thì tàn nhẫn như vậy đấy tôi là vợ hợp pháp được pháp luật bảo vệ còn cô cô chỉ là một người phụ nữ lén lút không thể ra mặt thay vì ở đây tức giận vô ích cô nên về mà suy nghĩ lại cách trả lại những gì cô nợ tôi nói xong tôi bỏ đi mà không quan tâm đến khuôn mặt khó coi của cô ta khu tôi sống là một khu nhà cũ xung quanh không thiếu những bà cô hay bàn tán về chuyện của gia đình khi rảnh rỗi chuyện cảnh sát đến nhà bắt trộm nhưng lại phát hiện ra kẻ thứ ba đã lan truyền khắp khu phố chỉ sau một đêm lâm thịnh trạch bỗng trở thành ngôi sao của khu phố chúng tôi khi nói về chuyện này những người hàng xóm xung quanh còn chia sẻ với tôi vài lời chồng cô đúng là cái đồ chẳng ra gì cô vừa giỏi vừa đẹp như thế này mà anh ta lại đi làm mấy cái chuyện đê tiện như vậy đúng vậy đàn ông không tự trọng thì như cài thối thôi cô nên ly hôn sớm đi đừng để mắc bệnh gì đó thì khổ đúng rồi tôi có một người họ hàng chồng cô ấy ngoại tình không lâu sau thì bị phát hiện mắc bệnh lây qua đường tình dục đấy đến giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện còn tiêu hết hơn nửa tài sản gia đình nữa Tôi ngồi trong khu vui chơi ngoài trời của khu phố, lắng nghe họ bàn tán mà thấy rất thú vị. Nghe họ nhắc đến chuyện đó, tôi lập tức cảm thấy lạnh người. May mắn là tuần trước tôi đã đi kiểm tra toàn thân, không phát hiện vấn đề gì. Cảm ơn các cô các dì đã dạy bảo, tôi biết rồi. Sau khi trò chuyện với họ một lúc, tôi trở về nhà. Vừa mở cửa, tôi đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Tôi cau chặt mày lại, định đi vào thì nghe thấy một tiếng lầm bẩm việc thăng chức của tôi đã tan tành rồi, cô hài lòng chưa? Tôi nhướng mày, bỗng cảm thấy toàn thân dễ chịu. Tôi không nói gì, giọng của Lâm Thịnh Trạch đầy nước mắt. Vợ à, anh chỉ còn mình em thôi. Anh ta lảo đảo tiến lại gần tôi. Cùng với sự tiếp cận của anh ta, mùi rượu nồng nặc phả vào, vào mặt tôi. Ánh mắt tôi hiện lên vẻ ghê tởm, lùi lại một bước. Nhưng tôi cũng không muốn nói thêm lời nào với anh ta nữa. Lâm Thịnh Trạch nhận ra hành động của tôi liền lao tới. Vợ à, em không phải là muốn có con sao? Chúng ta sinh một đứa đi. Sinh một đứa thì em sẽ không rời xa anh nữa. Đôi mắt anh ta lờ đờ, nhưng lực tay lại mạnh hơn bình thường rất nhiều. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng sức lực giữa nam và nữ quá chênh lệch. Tôi dùng hết sức cũng không thể đẩy anh ta xa. Lâm Thịnh Trạch, buông tôi ra. Tôi không thể thoát được, chỉ còn cách giãy giụa. Bất ngờ, tôi nhìn thấy chiếc bình hoa nhựa trên tù giày gần đó trong chốc lát tôi vớ lấy chiếc bình và đập mạnh vào đầu anh ta anh ta ngay lập tức buông tôi ra lùi lại vì đau đớn tận dụng cơ hội đó tôi cầm lấy bình hoa và tiếp tục đập vào người anh ta hết lần này đến lần khác tôi xả hết cơn giận dồn nén bấy lâu nay vợ à anh sai rồi em đừng đánh nữa mà đau lắm anh ta lùi lại đầy thảm hại cố gắng tránh những đòn đánh của tôi ban đầu tôi định đánh chết anh ta nhưng rồi tôi nghĩ lại hy sinh cả đời mình vì một kẻ như vậy thì không đáng tôi cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng rồi ném chiếc bình hoa sang một bên ngực tôi phập phồng dữ dội thể hiện rõ sự tức giận tôi hít sâu một hơi lạnh lùng nói căn nhà này tôi đã nhờ người môi giới bán đi rồi sau khi nhận được tiền thì tôi sẽ trả phần của anh còn những thứ khác để tòa án phán xét Nghe những lời này, Lâm Thịnh Trạch đang say rượu bỗng tỉnh táo trở lại. Anh ta nhìn tôi không tin nổi. Sở hạ, em thực sự muốn làm thế này sao? Anh đã nói sẽ đền bù tất cả cho em mà tại sao em vẫn ép anh phải ly hôn? Bởi vì anh bẩn, bởi vì anh kinh tởm, bởi vì nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn buồn nôn thôi. Tôi không để lại cho anh ta chút thề diện nào, nói hết những gì trong lòng. Lâm Thịnh Trạch, bây giờ anh thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Nếu trước đây anh nói thẳng rằng anh yêu người khác, tôi sẽ rút lui. Nhưng anh lại dùng những thủ đoạn ghê tởm này để đối phó với tôi. Anh không có tư cách để nói tôi làm quá đáng. Rồi nhặng không đậu trứng không nứt. Trần Thược sai, nhưng anh ta còn sai nhiều hơn. Những gì tôi làm đã là giữ thể diện cho họ lắm rồi. Sau khi nói với anh ta điều này, tôi thu dọn hành lý và rời khỏi nơi này nơi mà tôi từng coi là trốn tránh bão, giờ đây đã trở nên thối nát trong những góc tối tăm. Không còn lý do gì để giữ lại nữa. Tôi chuyển về nhà bố mẹ tôi. Khi thấy tôi về, bố mẹ tôi đã rất ngạc nhiên. Mẹ tôi tưởng rằng tôi chỉ đơn thuần cãi nhau với anh ta và còn định khuyên tôi quay trở về. Nhưng khi tôi kể về những chuyện đã xảy ra gần đây, bà chỉ im lặng. Bà ghét nhất là những người vi phạm đạo đức, không có chút giới hạn nào như vậy. Con gái à, mẹ ủng hộ con người đàn ông tồi tệ như vậy thì chẳng có lý do gì để giữ lại hết hơn nữa con gái của mẹ giỏi giang như thế này không phải cứ rời xa anh ta là không sống được trên đời này niềm vui của con gái mẹ là quan trọng nhất bố tôi ủng hộ tôi vô điều kiện và mẹ tôi cũng không còn ý kiến gì nữa bà chỉ thở dài một câu hồi đó anh ta đã cầu xin chúng ta bao lâu để được cưới con vậy mà bây giờ đây lại thay đổi nhanh chóng như thế đúng vậy Sao anh ta lại trở nên tệ hại như vậy? Chỉ trong một thời gian ngắn sau, rõ ràng trước đây, trong mắt anh ta chỉ có tôi. Mọi chuyện đã đi đến mức này, tôi vẫn không hiểu mình đã thua ở đâu. Ngay ngày đầu tiên trở về nhà, tôi đã xóa mọi liên lạc với Lâm Thịnh Trạch, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh ta. Còn những chuyện cần bàn bạc, tôi giao toàn bộ cho luật sư của mình, anh ta sẽ giải quyết thay tôi. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, luật sư báo tin cho tôi, anh ta nói, ông lâm đang làm ẩm lên đòi nhảy sông bây giờ đang ở cầu miệng liên tục nói muốn gặp cô ban đầu tôi không muốn đi nhưng mẹ tôi bỗng nói đi xem đi dù sao thì ở nhà cũng buồn kịch miễn phí không xem thì phí quá nghe thấy vậy tôi và bà lập tức thay quần áo và đi tới đó như lời luật sư nói anh ta đã ngồi bên ngoài lan can bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống xung quanh có rất nhiều người đang xem còn tụ tập thành một vòng tròn con đường trên cầu bị tắc nghẽn nghiêm trọng, tôi và mẹ rất khó khăn mới chen được lên hàng đầu tiên. vừa lấy điện thoại ra để quay video, lâm thịnh trạch đã chú ý đến tôi. anh ta khóc lóc thảm thiết. vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi. trước khi chết còn được nhìn thấy em, anh cũng mãn nguyện rồi. vì lời anh ta nói, không ít người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt nóng rực. thậm chí có người còn đầy tôi nói, chồng cô sắp nhảy sông rồi, cô mau cản anh ấy lại đi. Cô vợ này không biết đã làm cái gì mà lại khiến chồng mình phải đến mức muốn nhảy sông như vậy. Đúng thế, con người bây giờ thật đáng sợ, lòng dạ còn độc hơn cả rắn. Nghe những lời chỉ trích vô cớ từ xung quanh, tôi chẳng có chút cảm xúc nào. Trước khi nhảy, anh có muốn tôi đưa tình nhân của anh đến đây không? À đúng rồi, còn cả đứa con riêng của anh nữa. Dù sao thì nó cũng là con ruột của anh, ít nhất cũng nên gặp mặt anh lần cuối chứ. Tôi nói không to không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy nghe thấy lời tôi nói sắc mặt của họ lập tức thay đổi ánh mắt chỉ trích ban nãy đã trở nên dao động không dám nhìn tôi sắc mặt của lâm thịnh trạch thay đổi liên tục sau đó anh ta lại khóc to đúng vậy anh đã có lỗi với em có lỗi với gia đình của chúng ta anh không đáng sống nữa tốt nhất là chết đi người thực sự muốn chết sẽ không lãng phí một phút giây nào còn anh ta thì chỉ thấy tiếng sấm mà không thấy mưa rõ ràng là đang diễn với người ích kỷ như anh ta làm sao có thể từ bỏ mạng sống của mình được đây chẳng qua là muốn ép tôi rút đơn kiện mà thôi tôi không thay đổi biểu cảm gật đầu đồng tình tôi cũng nghĩ rằng người như anh thì không đáng sống vậy đi anh viết một lá thư tuyệt mệnh tôi sẽ giúp anh truyền cho tình nhân và con trai anh coi như là một việc tốt lần cuối vừa dứt lời mẹ tôi đã kéo áo tôi tôi nhìn theo ánh mắt của bà thấy một người đàn ông đang cầm thiết bị quay phim hướng về phía chúng tôi tôi dừng lại một chút rồi nhìn sang lâm thịnh trạch nhanh chóng nhận ra ánh mắt của anh ta cũng đang chú ý đến người đàn ông quay video xem ra đúng như tôi nghĩ anh ta đang diễn anh ta có lẽ đang muốn lợi dụng sức mạnh của dư luận để ép tôi nhượng bộ tôi khẽ mỉm cười bình tĩnh nói tôi đã nộp đơn kiện ly hôn nếu không có gì bất ngờ sẽ sớm có kết quả tôi không chấp nhận lời nhận lỗi của anh vì tôi tin rằng tất cả các cô gái ở đây đều như tôi không bao giờ dùng thứ cho sự phản bội lâm thịnh trạch tôi không cần anh lời đe dọa của anh chẳng có tác dụng gì với tôi đâu anh muốn chết thì cứ chết đi tôi không cản dù sao thì là vợ cũ tôi không có nghĩa vụ phải lo cho anh khi nói những lời này tôi cũng đang quay video tôi còn cố ý giơ điện thoại cho những người phía sau xem như vậy dù anh ta có chỉnh sửa video thế nào tôi cũng đã có cách để đối phó. Sắc mặt của Lâm Thịnh Trạch xám xịt, trông anh ta chẳng khác gì một con chó mắc tang. Đúng lúc này, Trần Thược bất ngờ ôm con xuất hiện trong khung hình. Cô ta nghĩ rằng anh ta thực sự muốn chết. Ôm đứa con chạy ảo tới, nước mắt giản rụa, hoảng loạn hét lên. a à, chạy Trạch à, anh đừng có nghĩ quẩn, em và con cần anh, em và bé con cần anh mà. Sự xuất hiện của cô ta khiến đám đông vốn đã náo nhiệt, càng trở nên xôn xao hơn dù sao họ cũng nghĩ như tôi không hiểu nổi tại sao tôi lại thua cô ta thật đấy hả tôi cứ tưởng tình nhân của anh ta phải đẹp hơn vợ anh ta chứ ai ngờ lại là hạng người như thế này anh chàng này đúng là đói quá mà ai cũng không từ tiếng ồn ào xung quanh càng lúc càng lớn khuôn mặt của trần thược trắng bệch nước mắt rưng rưng nhìn anh ta lâm thịnh trạch bất ngờ nổi giận nhảy xuống chạy tới trước mặt cô ta ôm chặt cô ta vào lòng đừng quay nữa đừng quay nữa chết tiệt anh ta hét lên yêu cầu mọi người dừng quay phim. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta như nhìn một tên hề nhảy nhót. Lâm Thịnh Trạch, anh làm đủ chưa? Anh ta dừng lại một chút, nghiến răng nhìn tôi. Sở hạ, cô thật độc ác. Cô nghĩ cô giỏi lắm sao? Nếu không phải vì cô không quan tâm gia đình, chỉ biết đến công việc, tôi có ở bên cô ta hay không? Cô chỉ biết đồ hết lỗi lầm lên đầu tôi, chẳng lẽ cô không có lỗi gì sao? Khi tôi say rượu sau những buổi tiếp khách, có lần nào cô ở bên tôi không? Tôi đã làm việc chăm chỉ vì gia đình này, nhưng về nhà lại không nhận được chút ấm áp nào. Cô thử hỏi mấy người đàn ông ở đây xem, ai mà vui khi gặp bài chuyện như vậy chứ? Nghe anh ta nói vậy, ánh mắt tôi chuyển sang Trần Thược. Đột nhiên tôi nhớ ra, ngoài cách cô ta ăn mặc mỗi lần gặp Lâm Thịnh Trạch, thường ngày cô ta ăn mặc rất đơn giản, rõ ràng là kiểu phụ nữ của gia đình, một người vợ đàm đang thì ra, tôi thua vì điều này trong khoảnh khắc đó tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm tôi bình thản nói anh đã từng nói với tôi rằng hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ chiến đấu vì ước mơ đừng để cuộc sống làm vướng bận đó là lời anh đã nói cuối cùng người hối hận lại chính là anh ta tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do nhưng lại không ngờ đến điều này lâm thịnh trạch nghe vậy sững sờ anh ta đứng im không nói gì trong một thời gian rất dài tôi lắc đầu rồi cùng mẹ tôi rời đi đôi khi bạn nên rời đi một cách yên lặng cuối cùng tôi đã ly hôn thành công và nhận được một khoản bồi thường khá lớn về phần lâm thịnh trạch sau khi mất vị trí quản lý anh ta bị người ta tố cáo có phong cách làm việc không đứng đắn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và bị sa thải vì thế mới có màn kịch nhảy sông đe dọa này chuyện này đã bị người ta quay lại và phát tán khắp mạng xã hội mẹ anh ta cũng xem được video bà ta gọi điện đến chửi bới tôi tôi liền tiện tay chặn luôn số của bà ta kết quả là bà ta còn đến nhà tôi làm ầm lên và bị bố mẹ tôi gọi người đến khiêng ra ngoài khi biết chuyện này tôi đã lên xe đi đến một tỉnh khác giọng của mẹ tôi vẫn vang vọng bên tai tôi bà nói lâm thịnh trạch đã mang người phụ nữ đó rời khỏi đây từ nay về sau cuộc sống của con sẽ không còn bị ai quấy dày nữa hạ hạ cuộc sống mới của con bắt đầu rồi đúng vậy cuộc sống mới của tôi đã bắt đầu tôi tin rằng tương lai của tôi sẽ luôn tươi sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ của chuyện ngắn, ngoại tình và cái kết đắng cho người chồng tệ bạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.